Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Vios ra bán vào thời điểm tháng 6 năm 2023 này, và có dự thảo là sắp tới sẽ giảm thuế trước bạn. Thì đầu video em xin phép một vài giây để chia sẻ những cái thông tin quan trọng trước, là dự thảo sẽ khoảng tầm mùng 1 tháng 7 sẽ giảm thuế, và đối với anh chị nào muốn tận dụng tối đa cái cơ hội này thì nên là đặt xe từ tháng 6 và để đến sang tháng 7 giảm thuế mình sẽ đi đăng ký. Thì lúc đấy mình sẽ nhận được ưu đãi từ cả đại lý, từ cả đại nhà máy và cả nhà nước nữa, thì giá sẽ là tối ưu nhất. Còn và tiếp theo thì trong khi quay cái tổng quan về ngoại thất thì em xin phép là báo giá cho anh chị các phiên bản thì hiện tại. Thì đối với xe Toyota Vios thì được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản và được lắp ráp tại Việt Nam, với phiên bản số sàn có giá niêm yết là 479 triệu, và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 40 triệu tiền mặt và tặng anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì nếu tính theo cái giá thuế là 10% thì anh chị cần khoảng tầm 490 để lăn bánh, còn tuy nhiên là sau khi được giảm thuế thì chỉ còn khoảng tầm 467 triệu lăn bánh thôi. Phiên bản tiếp theo, phiên bản 1.5 CVT có giá niêm yết là 528 triệu và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm là 35 triệu tiền mặt và tặng kèm anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên, tính theo giá 10% thuế trước bạ thì khoảng tầm 550, tuy nhiên là sau khi giảm thuế thì còn có 524 triệu thôi. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản G 1.5G thì có giá niêm yết là 592 triệu và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho dòng xe này 45 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì với cái ưu đãi bên trên thì giá xe lăn bánh thời điểm thuế, tính theo thuế 10% thì khoảng tầm 601, còn sau khi giảm thuế thì sẽ chỉ còn khoảng 508 thôi, trả trước tầm 150 mang xe về được rồi. Và phiên bản 2023 này được cập nhật và thay đổi rất nhiều, em cũng có làm video để giới thiệu về xe rồi. Thì với anh chị nào chưa có nhiều thông tin về xe Vios thì em xin phép là thêm một vài phút để giới thiệu xe cho anh chị sau khi em báo cái giá bán cũng như là nội ngoại thất chiếc xe này. Thì đầu mới của xe đã được thay đổi thiết kế lại phần đầu và phần đuôi la răng, và đèn được nâng cấp lên cả 3 phiên bản là đèn bi LED. Đặc biệt là phiên bản G này, anh chị thấy cái logo của xe sẽ là logo dạng 3D, và đồng nghĩa với đó là xe sẽ được trang bị cái tính năng là cảnh báo tên va chạm cũng như là cảnh báo lệch làn đường. Phần thân xe thì la răng vẫn là 15 inch theo cái ngôn ngữ thiết kế là la răng phay xước, tuy nhiên là đã được thay đổi diện mạo để hợp hơn với cái phần thiết kế mới là la răng đơn. Phần đuôi xe thì cũng được thay đổi một chút, ở phần cản xe là được ốp màu đen không như là cái phiên bản trước nữa. Một thay đổi lớn nữa là nội thất, cả 3 phiên bản giờ đều được trang bị là nội thất màu đen nên là trông sẽ cảm giác rất là thể thao. Và đặc biệt là bên em đang đối với đây chiếc xe lái thử bên em, anh chị nào có nhu cầu trải nghiệm thì qua bên em lái xe và trải nghiệm xe thực tế, nếu có nhu cầu thì em cũng sẵn khá nhiều màu tại đại lý. Nội thất thì đã được chuyển sang là màu đen khâu với cả chỉ màu nâu, thì cho ra cái chất lượng ghế nó rất là tốt như này, có ghế thông hơi này, chỉ khâu màu nâu và có đường chỉ ở giữa này. Cái ngôn ngữ này rất là giống với phiên bản Camry thời điểm hiện tại. Màn hình được nâng lên 9 inch dạng nổi, có chức năng là đây là có cái cảm biến lùi, cảm biến tiến này, có bật tắt cái ổn định thân xe cũng như là kiểm soát lực kéo, cảnh báo lệch làn này, cảnh báo tên va chạm. Phiên bản này thì đã vượt tầm phân khúc, vượt tầm option so với phân khúc. Và một cái trang bị nữa là ở đây, anh chị thấy ở đây là có lẫy chuyển số ra vô lăng, trừ này, cộng này, cái chuyển số ra vô lăng, có đèn tự động. Màn hình thì vẫn không thay đổi gì, đây là cần gạt mưa. Điều hòa thì vẫn sử dụng đèn điều hòa auto giống phiên bản trước, cần số vẫn vậy. Vâng, và cái hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi. Hàng ghế thứ hai ở đây. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios và chia sẻ về kinh nghiệm sau 2 đợt giảm thuế trước bạ đối với cho tới anh chị. Anh chị nào quan tâm đến các vấn đề khác về xe cần tư vấn, lịch xe, giá xe hay là trả góp thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Xin phép anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.